Rồi, xin chào mọi người nha. Chiều hôm nay Trình tiếp tục đăng tiếp một cặp mai cúc nữa. Cúc này cúc giống nha mọi người. Đó. Cây cúc giống coi nguyên rinh, nguyên thủy của nó nè. Mạch hoa nó nè. Chung cái này nó cũng lai lai nên nó bông nó to nha mọi người. Đó. Dòng lai bông nó to. Nhưng mà cái cây nguyên thủy của nó nha, nó không phải là cái cây ghép. Nói chung là chỗ này là nó bị lép một chi á mọi người. Ngay chỗ tây ba này nó bị lép cho nên là Trình bán giá thấp nha mọi người. Trình báo giá là cây này là giá bán cây giống thôi, giá 1,2 triệu nha. Ai có thích thì liên hệ sở hữu cái giống này. Giống này là giống hoa cúc rinh bông to. Đó. Nó lai rất là đẹp nha mọi người. Nè. Mấy cái này nó gần héo hết rồi cho lúc sáng nhìn nó đẹp lắm. Nhìn nó màu đẹp. Đó. Cúc mà như thế này mà giá bán tại vườn hoa nhân chứ không có bao ship gì đâu nha mọi người. Cái này cao 80. 80 tán rộng là 80 luôn. Đó. Mình bấm cù lại chắc còn 70 à. Đây là phần gốc đớn nó nè, gốc đớn nó giống như là một cái giống như bàn ngón tay mình này không? Đó, mọi người thấy không? Cái bàn tay mình úp lên này, giống như bàn ngón tay mà một cái chân rễ của nó là nó to hơn cái ngón cái rất là nhiều. Đó, nhìn bề ngang là nó to hơn rất là nhiều nha. Đó, giá có 1,2 triệu thôi. Một cái cây nó liên lạc nè. Liên lạc 1 2 3 4 5 6 7 8. Nếu mà lấy được 9 chu được 8 tay một ngọn. Đó. Cái dáng cái này thì đẹp rồi, chẳng qua là nó bị lỗi cái phần chia ba nên bán giá rẻ nha mọi người. Đó, cây nó cút thét đi lên cốt thì nó liên lạc. Nó chỉ bị lép cái chia ba nên rất tiếc đó. Cho nên là mình mua về mọi người còn nuôi nữa nha. Nuôi mình cắt bấm giật lại. Bấm giật lại hết mình nuôi lại để năm sau mình chơi ha. Còn cái cây kia là cây số 2. Đó. Cây số 2 thì nó cao tiền hơn chút nha mọi người. Cái đấy là mình bán giá 1,5 triệu nha. Cái cây cực kỳ liên lạc gút thét này. Cái đấy nó cao 90. Tán rộng thì 70. Đó. Cái cuồng thân nó mọi người thấy không? Cuồng thân nó là 13 14 nha. Đó. Xíu nữa Trình đứng bên kia Trình quay nữa. Nói chung mấy cái này là Trình bán giống thôi chứ không phải là bán cái cây nó được thành phẩm nha mọi người. Nên là mọi người xem cảm thấy chấm được cái cây nào mình sở hữu nha. Nếu mà mua hai cây Trình sẽ giảm giá thêm nữa. Đó. Rồi đó Trình quay qua bên kia, Trình quay phần bên gốc đớn bên kia cho. Đó, mọi người thấy cái lọc nó chưa? Cái lọc nó là lọc huyết lông này, nó đỏ lướng, nó không có bị pha trộn bất cứ màu nào nữa này không? Đó. Cái lọc non nó rất là đẹp. Đây là cái mạch hoa nó nè, do bây giờ buổi chiều rồi cho nên là nó không có được còn tươi nữa. Mà mọi người nhìn là mọi người biết được cái lớp nó nè. Nó rơi vào tầm 3 đến 4 lớp nha mọi người. Đó, 3 đến 4 lớp. Cây nguyên rinh nguyên thủy nha, không ghép nha mọi người. Đó. Cái này thì nó liên lạc hơn cho nên giá nó cao hơn. Đó. Còn cái cây kia thì Trình bán báo giá nó nuôi, báo giá nuôi. Còn cái này cũng vậy thôi. Chung phần trên thì nó thẳng ra thì nó cũng có bị đơn chút. Mình buôn bán thì mình nói thiệt tình nha. Phần trên nó đơ cho nên là nó không có được cái độ thẩm mỹ. Chủ yếu là bán giống, là bán giống hoa nè. Cây cốt cái già. Đó. Cốt già. Đó. Tây tán thì nó ra dâm chi. Mọi người nếu mà thích đỡ tây tán kiểu tự nhiên cũng được. Đừng có uống ép gì xuống thì thực sự là cây này nó rất là được này. Chơi rất là ok. Đó. Không. Đó, Trình quay xung quanh tứ dựng đều cho mọi người thấy không? Chơi nụ nụ chơi nụ này là nó ra được hai lớp nụ nha mọi người. Nói chung Bắc Nam thì đều chơi được. Đó. Hay hay chỗ đó. Bởi vì có những cái nụ mà nó cũng chưa bung vỏ trấu rồi này, nó còn nhỏ này. Cái lớp này nó ra tầm 10 ngày nửa tháng rồi, lớp này nó mới ra nữa, cho nên là Bắc Nam thì mình chơi vẫn được nha. Đó. Rồi, chỉ được hai cúc này nó đang có mạch hoa thôi. Mọi người cảm thấy chấm được cây nào thì chấm nha. Giao lưu được thì nếu nghiêng cái kẹp thì Trình giảm giá cho. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ha. Đó, bán hai cây giống cúc đang có mạch hoa này. Cho mọi người tự tin giao lưu nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ha.